Rồi trong chiều á, em sẽ quay cho anh chị mình tham khảo á, là một lô sứ chiết ghim nha chị. Đây là những cây sứ Thái ha. Nó sứ Thái cây ghim nha, cây ghim chiết nhánh ra. Lô hàng này thì giá rẻ nha anh chị. Hàng này thì bên em sẽ để đồng giá cho mình là giá là 60 ngàn một cây ha. 10 cây đầu giá 60 ngàn một cây. Còn từ cây 11 đến cây 20 á, 10 cây sau thì giá 70 ngàn một cây nha anh chị. Nó bán đồng giá nha. Rồi thì clip này em sẽ giao lưu lẻ cho mình. Giao hàng thì giao từ 2 cây đổ lên nha anh chị. Nó nhận đơn thì nhận từ 2 cây đổ lên. Đó, anh chị mình lấy 5 cây thì bên em sẽ bao ship cho mình luôn ha. Còn mình lấy từ 2 3 4 cây á thì mình phụ trả phí ship nha anh chị. 2 3 4 cây thì bên em không có bao ship ha. Nó lấy 5 cây thì bên em bao ship cho mình luôn. Rồi, từ cây 1 đến cây số 10 đồng giá là 60 ngàn một cây nha anh chị. Đầu tiên ha, đây, cây số 1. Nó một cây tím kép nha chị. Cây này chiều cao 40 cm. Một cây tím kép chiều cao là 60 cm nha chị. Rồi giống hoa tím kép nha, màu hoa giống trên ảnh nha chị. Mấy cây đồng giá này thì bên em sẽ quay nhanh cho mình ha. Rồi số 1 60. Rồi số 2 tím kép luôn nha chị. Màu hoa tím kép luôn, cây này 60 luôn. Chiều cao cây này thì khoảng 38 cm nha chị. Cây này cao khoảng 38 cm. 60 ngàn. Rồi số 3. Số 3 là cây hồng ngọc nha chị. Chiều cao cây này khoảng 42 cm luôn. Nó hồng ngọc 42 cm nha chị. Số 3. Rồi số 4. Số 4 hồng ngọc luôn. Cây này cao khoảng 42 cm luôn nha chị. Nó 60 ngàn một cây thôi nha chị. Rồi số 5. Số 5 là một cây Sita 1 ha. Màu hoa giống trên ảnh nha chị. Đó, cây này thì hoa của nó sẽ ra nền trắng, có cái răng tia đỏ phía trong, răng đỏ nha. Rồi cây này cao 42 cm luôn nha chị. Giống hoa Sita 1 nha. Rồi tiếp tục là cây số 6. Cây số 6 là một cây tím M1. Cây này cao khoảng 38 cm nha chị. Mẫu hoa tím M1 ha. Màu tím đậm phía trong, ở ngoài thì viền hồng nha chị. Lên nụ hồng nha. Rồi tiếp tục là số 7. Số 7 ha. Số 7 thì một cây hồng răng đỏ, cánh kép 4 lớp. Cây này cao khoảng 42 cm luôn. Rồi 42 cm nha chị. Đó, giá là 60 ngàn ha. Đó, từ số 1 đến số 10 là giá 60 ngàn một cây thôi. Rồi số 8 ha. Số 8 này 40 cm. Cây này tán hỷ nha chị. Đỏ tán hỷ. Màu đỏ kép đỏ răng đỏ ha. Gần nhị lem trắng 4 lớp hoa luôn. Rồi 60 ngàn. Rồi tiếp tục số 9. Số 9 là cây tiết kiều nha. Cây này cao khoảng 42 cm luôn. 9 tiết kiều. Rồi số 10. Số 10 là một cây tím kép luôn. Cây này cao khoảng 45 cm nha chị. Cây này cao 45 nha. Đó, 10 cây đầu là giá 60 ngàn một cây nha anh chị. Đây, chuyển qua từ cây số 11 này nè đến cây số 20, đồng giá là 70 ngàn một cây. Rồi, cây số 11 là một cây giống hoa củ vàng ánh dương nha. Cây này xứ này lên củ vàng, màu hoa đỏ cánh đơn, nó mặt hoa ánh dương. Nó mà cái củ thì em sẽ quay cái củ cho anh chị mình xem đó. Cây này chưa lên củ nha anh chị. Nó giá 70 ngàn. Hàng củ thì tầm khoảng 2-300, 3-400 mới có củ nha anh chị. Rồi thân nó vàng như thế này nha chị. Đó, cây này giá 70 ngàn ha. Mã 11 ha. Cao khoảng 40 đó. Rồi mã 12. Mã 12 là một cây cẩm thạch cục ngăn. Giá cũng 70 ngàn luôn. Cây này cao khoảng 42 cm. Lá cẩm thạch nha chị. Hoa đỏ hồng. Rồi 13. 13 là một cây tím cẩm đan nha. Cây này màu hoa cẩm đan 43 lớp hoa nha chị. Cây này cao khoảng 42 cm luôn. Tím cẩm đan nha chị. Rồi 14, 14 là cây tán hỷ luôn. 14 cây tán hỷ nha chị, cây này rất là thần chậu nha, cây này nó gần hết phân rồi. Nó cây này cao 42 cm luôn. Cây này củ chỗ đứt nè, mấy cây này thì nó thần chậu rồi, mình về mình nhổ lên thì có củ sẵn luôn nha. Đa số nha anh chị. Không phải cây nào cũng có củ nha. Rồi cây này thì cao 42 đó, cây 14 giá 70 nha anh chị. 15 ha, 15 là cây tiết kiều ha, cây này cao 40. Đó, cây tàn tược nhiều nha anh chị. Rồi tiết kiều. 16. 16 là cây sương kỳ nha anh chị. Cây này đỏ đỏ sương kỳ nha. Cây này cao thì khoảng 38. Đỏ sương kỳ, đỏ cánh đơn nha chị. Dòng này là đỏ cánh đơn nha. Đỏ 5 cánh một lớp. Giống sương kỳ ha.
Rồi tiếp tục là cây 17. 17 cây tiết kiều luôn. Cây này cao khoảng 30. Cây này thì nó nhiều phân nha chị. Cao khoảng 30. Cây này anh chị mình về hai phân chắc trồng cho mới là nó tốt nha. Đó, giá chỉ có 70 ngàn thôi. Tàn tược xung sơ cho mình luôn. Rồi tiết kiệm ha. Rồi 18, 18 là một cây ngọc nguyệt cát nha. Cây này nguyệt cát. Cây này cao khoảng 40. Mẫu hoa này có hương thơm cho mình luôn nha chị. Nó nguyệt cát. Đó, cũng 70 ngàn luôn. Rồi 19, 19 là một cây tím M1 nha chị. Cây này cao khoảng 42 cm. Mẫu hoa tím M1 ha. Cây này tím M1 nha chị. Nó mẫu hoa tím M1 ha. Mẫu này cũng rất là đẹp nha chị. Rồi bé giá 70 luôn ha. Rồi tiếp tục là cây 20. Cây 20 là một cây sương mù. Cây này hoa đỏ đỏ trắng nha. Phía trong thì trắng, ở ngoài thì viền đỏ. Cây này cao khoảng 38 cm nha chị. Đang vô nụ sẵn luôn ha. Nó cũng giá 70 luôn. Rồi clip sẽ giới thiệu mình tổng cộng là có 20 cây nha anh chị. Nó giao hàng á, thì bên em nhận đơn từ 2 cây đổ lên. Nên chị mình chốt hàng mình chốt từ 2 cây đổ lên ha. Còn hàng này á thì 10 cây đầu giá là đồng giá là 60 ngàn một cây. Nó từ mã số 11 đến mã số 20 thì đồng giá là 70 ngàn một cây ha. Mình lấy 5 cây thì bên em sẽ bao ship cho mình luôn. Đó, anh chị mình chốt hàng thì mình nhớ mình lựa khoảng 5 cây đi, mình khỏi tốn phí ship. Còn anh chị mình đặt hàng thì mình cứ liên hệ số điện thoại trên màn hình nha anh chị. Em cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ.